Xin chào tất cả các bạn. Như trong clip trước thì mình đã vừa mở hộp cái chiếc AirPods Pro của Apple này ra. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể check được cái số series trên cái tai nghe AirPods Pro này để xem được cái tình trạng bảo hành của nó, hay là các bạn mở hộp khi nào, kích hoạt ngày nào, và xem nó có phải là cũng là một cách để các bạn có thể xem được nó có chính hãng hay không. Ok, thì ở đây nó sẽ có một cái số series ở trên vỏ hộp như thế này nhá. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ có cái số series trên vỏ hộp, và tất cả các thiết bị của Apple nó đều sẽ có một cái số series khác nhau. Các bạn có thể sử dụng cái số series này để check. Bên cạnh đó thì ở trên phần tóc này này, nó cũng sẽ có một cái số series. Các bạn có thể nhìn thấy cái số series ở bên nắp trên bên tay phải như thế này. Đó, các bạn sẽ thấy cái số series này, hai cái số series này cần phải trùng nhau nhá. Thì như vậy là vỏ hộp và nắp cái thiết bị bên trong nó mới là trùng nhau. Đấy, ở đây là sẽ có hai cái số series ở trên vỏ hộp và trên tóc, các bạn cần phải chú ý điều đó. Thì để check được nó là hàng chính hãng hay không thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái website hay là một cái máy tính. Các bạn sẽ vào truy cập vào trang chủ của Apple nhé, trang chủ là checkcalibrarest.apple.com. Thì mình sẽ để sẵn cái link check bên dưới, các bạn có thể vào cái link bên dưới để các bạn check. Sau đó các bạn sẽ nhập cái số series nhá, nhập số series của thiết bị Apple vào đây. Ở đây mình sẽ nhập số series của chiếc AirPod này như sau. Đấy. GW IZ T1. Các bạn chờ một chút để mình nhập vào số series nhá. Sau đó bạn sẽ bấm nhập captcha để vượt để có thể check được. Bấm continue. Ok, để phòng lỗi thì chúng ta sẽ nhập lại một lần nữa cái mã này BGV7 và check. Ok, đó, như vậy thì sau khi mình nhập cái mã series của nó sẽ hiện ra toàn bộ những cái thông tin này. Đó là AirPods Pro with wireless charging case, có nghĩa là đây là cái AirPods Pro với cái phiên bản là sạc không dây luôn rồi. Đó, thì ở đây hiện tại mình đang chưa kích hoạt, các bạn có thể nhìn thấy. Đó, thì các bạn cần phải kích hoạt nó lên để có thể sử dụng được cái AirPods Pro này và kiểm tra được cái tình trạng kích hoạt. Đó, thì các bạn có thể kích hoạt nó lên nhé bằng cách các bạn kết nối với điện thoại và sử dụng điện thoại thôi. Đó, sau đó kích hoạt nó lên là được. Đấy. Thì các bạn phải chú ý cho mình một việc như sau. Thứ nhất là cái số series ở trên tai phải của AirPods này, trên cái phần nó in sẽ in ở bên trong cái phần đọc này, là cần phải trùng với cái số series ở trên vỏ hộp. Như vậy thì đó mới chính là cái vỏ hộp chính hãng của nó. Bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy được ở trên cái tai nghe này, phần tai nghe này thì nó sẽ có hai cái số series này nó không trùng nhau nhé. Các bạn có thể nhìn thấy được là mỗi tai nghe này nó số series trên tai nghe này nó sẽ không trùng với dock. Bởi vì sao? Bởi vì nó làm như vậy là để các bạn có thể thay thế được những cái tai khi các bạn hỏng, thay thế cái tai này thay cho cái dock này, không vấn đề gì cả. Đó, ở trên mỗi cái tai nó sẽ có một cái mã ký hiệu khác nhau. Như cái tai này sẽ là mã 2 A2084 và A2083 là của AirPods Pro. Còn đối với AirPods 2 nó sẽ là A2033 và A2034 nhá. Còn AirPods 1 nó sẽ là mã ký hiệu là A đầu 1, A10 bao nhiêu đó. Đấy. Như vậy là đấy là cái điểm mà bạn có thể phân biệt được đối với AirPods các loại đời AirPods. Và đặc biệt là cái số series ở trên hai tai nó sẽ không trùng với số series trên dock. Đó là để tránh trường hợp mà các bạn không biết nếu mà đối chiếu và thấy không giống nhau và cảm thấy lo lắng, thì đấy là một cái cách mà để mình nói cho các bạn biết để các bạn có thể nắm được. Ok, thì trên đây là cái cách check số series cũng như là kiểm tra cái trạng thái kích hoạt, trạng thái bảo hành của chiếc tai nghe AirPods. Đấy, thì nếu bạn nào chưa biết thì có thể làm theo hướng dẫn của mình vào cái trang check Discovery app của Apple ấy, đường link mình sẽ để sẵn bên dưới video này rồi. Các bạn có thể kích vào đó và check tất cả các thiết bị khác của Apple đều ra được hết tất cả cái ngày mua, ngày kích hoạt và ngày bảo hành. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm video của mình. Các bạn có thể tham khảo thêm những clip khác trong playlist này để tìm hiểu về cách sử dụng cũng như là biết rõ hơn về AirPods Pro. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.